JK Audio, nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, 50.000 rồi. Vâng, các khách đang sản xuất JK Audio để xem cái súp JBL 120p Dennon Nano. Vâng, hàng mới vẫn còn nguyên ni lông. Vâng, chú đi xe sang và chú đang nghe đấy ạ. Vâng, và chú lấy thêm một đôi chép JBL ST 200 Plus ạ. Rất lực. Có thùng có thiết đóng anh. Dennon Nano. Và mình sẽ chúng em sẽ lấy cho mình một chiếc siêu trầm, một chiếc siêu trầm đen bóng trong cái đèn cả mắt mạnh nhỉ? Đấy, em biết rồi này, cái hình dáng này. Vâng. Vâng, chú nghe và mua chỉ trong vòng một nốt nhạc đấy ạ. Chưa đầy 5 phút. Con này cho giả xuống chân, cháu chả lấy chân làm gì. Sau nó về một đống. Vâng. Con là kinh tế được cả. Sau có cái số điện thoại của hóa đơn, sau chú gọi cháu. Chú gọi cháu là có Trần cái này không? Chú hoặc là cháu đi giao hàng bên đấy, bên này như thôi. Có hàng này, cháu gọi. Chú ơi, cháu xin cái họ tên là thích nhất cái phố Tràng Thi ở chú có miệng ngon. Vâng, chú ở Tràng Thi, Tràng Gia Lâm mua một đôi là chép JBL ST 200 Plus và một cái súp JBL Dennon Nano. Chú rất là phong độ. Đôi súp JBL Dennon Nano 120p và đôi chép JBL ST 200 Plus. Bác đã lấy luôn rồi ạ.